Xin chào các bác nha. Em tiếp tục lên sóng con rửa bát TR5. Và dịp cuối năm rồi, thời tiết miền Bắc khá là lạnh, cho nên máy rửa bát cũng bán rất là chạy các bạn. Một con TR5, cái phần lưng tôn này rất là phẳng con này. Phần lưng tôn này quá phẳng luôn, bị thò lò luôn. Lưng tôn TR5 quá đẹp, đời 2012 các bác nhé. Con này người Nhật họ còn ghi năm họ mua là mùng 8 tháng 3 năm 2012 này. Series 1196. Mã số 12 ạ. Rượt gan sạch sẽ ok. Hơn 3 triệu thôi các bác. Đã có một cái máy rửa bát cho gia đình mình rồi, tội gì mà không sắm một chiếc ạ. Giờ dần dần nó cũng thông dụng như cái máy giặt thôi. Thực ra em nói là chị em rất là thích mua, các cháu nhỏ rất là thích, nhà mình có đấy, nhưng mà nhiều khi ngại. Bố mẹ chồng ngại chồng bảo lời thôi chứ còn. Nhưng mà nó đấy là cái quan niệm xưa rồi các bác ạ. Thời đại bây giờ rồi. Thời đại hiện đại, chị em cần phải giải phóng sức lao động. Thay vì mình đứng rửa bát thì mình có thể làm những cái việc khác, thời gian đấy làm việc khác và bấm một nút cho máy nó chạy đấy. Đặc biệt là không cần dùng hóa chất tẩy rửa, không ảnh hưởng đến sức khỏe các bác nhé. Hạn chế tối đa được các cái chất hóa chất tẩy rửa độc hại. Rửa với nước nóng 80 độ C tiêu chuẩn, rửa thời gian sấy 30 phút. Tất cả công nghệ bọn này thì nó như nhau hết rồi, em không giới thiệu nhiều nữa. Giá 3,2 triệu bảo hành 1 năm các bác nhé, chưa phí vận chuyển, chưa bên nào. Chào các bác.